Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường ôm nhau lần cuối nào cô bạn thân. Hôm sau mình không còn là bạn cùng bàn, không còn chung lời nói, chung từng đoạn văn. Nay bài tập toán cũng đến hạn ngừng làm. Tạm biệt thằng bạn hiểu tính cách suốt 3 năm. Tạm biệt vở soạn và cả sách giáo khoa văn. Hết tuần lệ và mặc kệ đúng sai. Cảm ơn người mẹ thứ hai vì đã trách mắng quan tâm. Quần đồng phục bị rách gối, đi khắp trường nối loa và bật tối đa âm lượng. Còn đâu dáng điệu phách lối, mấy thằng bạn cùng khối mang làn khói qua sân thượng. Lần cuối chào cô giáo văn và cả thầy toán. Món ăn ở dưới căng tin này bày bán. Kỷ niệm này sẽ đóng vali để mãi giấu trong tim. Qua từng năm, qua từng ngày tháng. Ê, hết rồi. Tạm biệt sân cỏ mải đá bóng mà vào muộn. Nay hết rồi. Vùng trời hoa nở mãi đỏ thắm một màu phượng. Cho thân thương này vội đi mất thầy cô lưu. Em cũng muốn gửi đến những người bạn của em, những người mới hy vọng rất nhiều với em. Mà dù cho là kết quả có như thế nào hơn nữa thì em không hề thua cuộc, vẫn là người chiến thắng. Bước ra ngoài kia em. Yeah. Yeah. Mình cùng nhau đóng băng. Ey ey đóng băng. Yeah. Ba năm dài ngọt ngào và khó quên. Và cuốn sổ đầu bài chắc nào cũng có tên. Sang lớp bên bắt nạt và bóc phốt. Quá quen những cái lần chăm phạt ở góc lớp. OS. Đừng buồn và đừng cố tiếc nuối. Nó đã từng treo tường và để trốn tiết cuối. Nó đã từng nghĩ mà vua trong trường. Để mà sau này nhớ lại những ngày xưa ngông cuồng. Ê. Mây xanh lại bay quanh mang người thanh xuân. Anh biết em là một người rất là tài năng và em có tiềm năng rất là lớn. Nên đấy là cái chia sẻ của anh và chúc em may mắn. Mà mơ đó. Hay là ánh mắt rung động tuổi thanh xuân bây giờ đánh mất. Lời chưa nói giờ trôi theo lực đẩy của gió. Tạm biệt tình đầu năm 17 thời đó. Nhanh như giấc mơ không trở lại. Hey. Bạn đừng khóc mà. Hey. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường. Ôm nhau lần cuối nào cô bạn thân. Hôm sau mình không còn là bạn cùng bàn, không còn chung lời nói, chung từng đoạn văn. Nay bài tập toán cũng đến hạn ngừng làm. Tạm biệt thằng bạn hiểu tính cách suốt 3 năm. Tạm biệt sổ vạn và cả sách giáo khoa văn. Hết tuần lệ và mặc kệ đúng sai. Cảm ơn người mẹ thứ hai vì đã trách mắng quan tâm. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.